Hi, xin chào tất cả anh em máy xúc công trình cả nước và tất cả mọi người đang muốn mua máy để dùng. Hôm nay bên mình có một em Komatsu CP40-7, khá là đẹp trai đúng không ạ? Đây trên màn hình mình đang cho ông anh test nhé. Đó, máy này thì nói thật với tất cả mọi người đây là máy dân dùng. Đó, máy cực kỳ ngon và đẹp trai. Quay qua các thứ nó còn rất là ok, tí mình quay chi tiết cho anh em coi. Con này thì cái giá nói thật với mọi người là giá là giật mình luôn, giá cực rẻ, 190 triệu anh em. Bỏ ra 190 triệu là dinh em về đó, em đó về là chỉ có đổ dầu ra công trường mà chúng ta đào sới và kiếm tiền mà thôi. À, máy còn di chuyển khá là nhanh nhẹn. Với cái mức giá này thì đây là một mức giá bình dân, cho nên là tất cả những dòng như thế này thì nó thật ra là nói thật với mọi người là tiền là của đấy thôi, chứ không có thể là cái giá nó thấp hơn được nữa. Đó, máy móc còn nguyên zin. Anh em nào có ý định mua máy thì hãy liên hệ với số điện thoại mình để trên màn hình nhé, để cho anh em đến tận nơi test máy đàng hoàng. Đó, thấy là con xích tiếp tục còn rất là ngon lành nha, bánh chuyển hướng thì chưa, vẫn còn ok, răng nhíp còn sắc như răng ngọc trinh. Rồi đây là phần máy móc này. Anh em thấy máy nổ khá là êm không ạ? Cảm thấy con ruồi đỗ à? Không phải bay được, không êm được đâu đó. Nhất nào xảy ra bánh chuyển hướng xích nha. Quay toa thì nói chung là quay toa thì đôi khi anh em bơm mỡ thì nó cũng có một ít đứng ở đó thì không đáng kể, 190 triệu thôi mà. Đấy, các bác nào nhanh tay nhé, nhanh tay nhanh mắt thì hãy liên hệ trực tiếp nhé. Mọi người xem video của mình cho mình like, mình chia sẻ, đăng ký kênh nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.